Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. ICBM Hoa Song 19 của Triều Tiên và những kỷ lục. Ngày 1 tháng 11, Triều Tiên thông báo đã thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM mới có tên Hoa Song 19 vào ngày trước đó dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Kim Jong-un theo hãng thông tấn KCNA. Theo KCNA, tên lửa được phóng từ một vị trí gần thủ đô Bình Nhưỡng trước sự chứng kiến của ông Kim, đạt độ cao lên tới 7.687,5 km, bay khoảng 1.001,2 km trong thời gian 5.156 giây, tức là gần 86 phút trước khi rơi xuống khu vực được chỉ định. Triều Tiên mô tả ICBM mới nhất là phương tiện tấn công cực mạnh và là phiên bản tối thượng của loạt tên lửa tầm xa. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố vụ thử tên lửa đã thiết lập một kỷ lục mới về năng lực tên lửa chiến lược và thể hiện tính hiện đại và độ tin cậy trong khả năng răn đe chiến lược của nước này. Ông Kim tuyên bố vụ thử tên lửa là hành động quân sự phù hợp, hoàn toàn đáp ứng mục đích thông báo về ý chí đáp trả của Triều Tiên tới các kẻ thù, những người mà ông cáo buộc cố tình leo thang tình hình khu vực và gây ra mối đe dọa đến an ninh của Bình Nhưỡng. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật nói rằng ICBM mới mà Triều Tiên phóng hôm 31 tháng 10 đạt kỷ lục về thời gian bay dài nhất và độ cao lớn nhất mà một tên lửa Triều Tiên từng đạt được, theo đài NHK. Chánh văn phòng nội các Nhật Yoshimasa Hayashi lưu ý rằng nếu phóng theo chiều ngang, tên lửa có thể đạt được tầm bắn xa hơn nhiều. Dựa trên thông tin Nhật có được về khoảng cách bay và độ cao của ICBM do Triều Tiên phóng, tùy thuộc vào trọng lượng của đầu đạn, tầm bắn được cho là có thể vượt quá 15.000 km, ông Hayashi nói. Điều này có nghĩa tên lửa Hoa Song 19 của Triều Tiên có thể vươn tới lục địa Bắc Mỹ. Phản ứng của quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án vụ thử tên lửa, gọi đây là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Liên Hợp Quốc trừng phạt Triều Tiên liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này. Theo đề xuất của Mỹ, Pháp, Nhật, Malta, Hàn Quốc, Slovenia và Anh, một cuộc họp bất thường của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ được tổ chức vào mùng 4 tháng 11, theo hãng tin Reuters. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã điện đàm với người đồng cấp Nhật và Hàn Quốc. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Ngoại trưởng đã lên án vụ thử tên lửa của Triều Tiên, gọi đây là hành vi vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ba nước này mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức chấm dứt hàng loạt hành động khiêu khích và gây bất ổn, đe dọa đến hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên và nhiều nơi khác. Theo hãng thông tấn Yonhap, Mỹ, Nhật, Hàn sẽ tổ chức các cuộc tập trận để đáp trả vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Liên minh châu Âu EU cũng lên án mạnh vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Đức gọi vụ thử ngày 31 tháng 10 là bất hợp pháp và kêu gọi Bình Nhưỡng kiềm chế để không tiếp tục leo thang căng thẳng. Khi được hỏi về vụ thử tên lửa của Triều Tiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm trả lời rằng Bắc Kinh luôn tin rằng hòa bình, ổn định và thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề bán đảo Triều Tiên phù hợp với lợi ích chung của tất cả các bên. Trong khi đó, vào ngày 29 tháng 10, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Hàn Quốc Jun Suk-yeol đã điện đàm song phương, theo hãng tin Reuters. Theo ông Zelensky, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường liên lạc giữa hai quốc gia ở mọi cấp độ, tăng cường trao đổi thông tin tình báo và chuyên môn. Là một phần của thỏa thuận này, Ukraine và Hàn Quốc sẽ sớm trao đổi đoàn đại biểu để phối hợp hành động, ông Zelensky cho biết. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết ông đã chia sẻ dữ liệu về việc Triều Tiên triển khai 3.000 quân đến các bãi huấn luyện của Nga gần tiền tuyến. Chúng tôi đã nhất trí tăng cường trao đổi thông tin tình báo và chuyên môn, tăng cường liên lạc ở mọi cấp độ, đặc biệt là cấp cao nhất, để xây dựng chiến lược hành động và các biện pháp đối phó nhằm giải quyết tình trạng leo thang này và để thu hút các đối tác chung của chúng tôi vào hợp tác, ông Zelensky nói. Về phần mình, ông Yoon cho biết Hàn Quốc sẽ thực hiện các biện pháp theo từng giai đoạn để ứng phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng, theo hãng thông tấn Yonhap. Triều Tiên, Nga chưa lên tiếng về cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo Ukraine và Hàn Quốc. Cùng với đó, theo thông tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine, lính Triều Tiên hiện đã có mặt tại vùng Kursk của Nga và bắt đầu tiến hành huấn luyện tại một số địa điểm. Các hoạt động này chủ yếu diễn ra vào ban đêm, cho thấy sự bí mật trong việc triển khai lực lượng. Việc lính Triều Tiên tham gia huấn luyện ở khu vực này có thể gây lo ngại về sự gia tăng căng thẳng trong khu vực và mối liên hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia. Sáng 29 tháng 10, hãng tin Yonhap Hàn Quốc dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia thuộc quân đội Ukraine cho biết, hơn 3.000 lính Triều Tiên đã bắt đầu huấn luyện trên mặt đất tại khu vực tiền tuyến trong xung đột giữa Nga và Ukraine.
Sự hiện diện của lực lượng này tại khu vực nhạy cảm có thể làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, đồng thời cho thấy sự hợp tác giữa Triều Tiên và Nga trong bối cảnh hiện tại. Hãng tin RBC Ukraine dẫn thông tin từ Trung tâm Kháng chiến Quốc gia thuộc quân đội Ukraine cho biết, theo thông tin từ những người dân có liên quan ở Kursk, hơn 3.000 lính Triều Tiên đã bắt đầu huấn luyện tại vùng này. Theo trang web này, các lính Triều Tiên đang tiến hành huấn luyện tại một số bãi tập và chủ yếu được đưa đến vào ban đêm. Đặc biệt, nhân viên từ Đại sứ quán Triều Tiên cũng đã có mặt tại các địa điểm huấn luyện để hỗ trợ phiên dịch và quan sát các quân nhân, cho thấy sự quan tâm chặt chẽ từ phía Triều Tiên đối với hoạt động này. Trung tâm Kháng chiến Quốc gia Ukraine cho biết họ vẫn chưa rõ thời điểm lính Triều Tiên có thể được triển khai trực tiếp đến các địa điểm chiến đấu, cũng như thời gian huấn luyện của họ sẽ kéo dài bao lâu. Trước đó, vào ngày 27 tháng 10, Tổng cục Tình báo Ukraine HUR đã thông báo rằng Nga đang vận chuyển lính đến Triều Tiên, đến tiền tuyến bằng các xe tải mang biển số dân sự. HUR cũng tiết lộ rằng cảnh sát Nga đã chặn một chiếc xe tải như vậy trên đường cao tốc Kursk-Voronezh, cho thấy sự gia tăng hoạt động quân sự liên quan đến lính Triều Tiên trong khu vực. Lầu Năm Góc, binh sĩ Triều Tiên đang trên đường tiến về vùng Kursk của Nga. Theo thông tin từ Lầu Năm Góc, vài nghìn binh sĩ Triều Tiên đang trên đường tiến về vùng Kursk của Nga và một số binh lính đã có mặt tại khu vực này. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc vẫn chưa thể xác nhận liệu lực lượng này đã thực sự tới Ukraine hay chưa. Sự hiện diện của lính Triều Tiên tại Nga được theo dõi chặt chẽ, nhất là trong bối cảnh những căng thẳng gia tăng trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Thiếu tướng Patrick Ryder, cho biết trong cuộc họp báo ngày 29 tháng 10, các dấu hiệu cho thấy đã có một lượng nhỏ binh sĩ Triều Tiên có mặt ở tỉnh Kursk cùng với vài nghìn người nữa đang di chuyển đến. Chúng tôi vẫn lo ngại rằng Nga có ý định sử dụng lực lượng này trong chiến đấu hoặc hỗ trợ các hoạt động chiến đấu chống lại Ukraine ở Kursk. Khi được hỏi về khả năng chiến đấu mà quân đội Triều Tiên có thể mang lại cho Nga, ông Ryder chỉ ra những dấu hiệu ban đầu cho thấy họ có thể đảm nhận một số vai trò bộ binh. Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn còn phải xem chính xác Nga và Triều Tiên sẽ sử dụng lực lượng này như thế nào, ông nói thêm. Tuy nhiên, ông Ryder cũng nhấn mạnh rằng Lầu Năm Góc chưa thể xác nhận thông tin về việc quân nhân Triều Tiên đã có mặt ở chiến trường Ukraine. Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ và đang tham khảo ý kiến với đối tác Ukraine cũng như các đồng minh và đối tác khác, ông Ryder cho biết. Khi được hỏi liệu Ukraine có thể sử dụng vũ khí của Mỹ và phương Tây viện trợ nếu Triều Tiên triển khai binh sĩ ở Kursk hay không, ông Ryder khẳng định, chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng Ukraine có thể sử dụng những khả năng đó để bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình khỏi các mối đe dọa xuất phát từ phía bên kia biên giới hoặc bên trong lãnh thổ Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại sâu sắc về thông tin binh sĩ Triều Tiên có mặt ở vùng Kursk của Nga. Ông nhấn mạnh rằng nếu quân nhân Triều Tiên triển khai đến Ukraine, Kiev có thể tự vệ. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington đang xem xét áp lệnh trừng phạt lên Nga và Triều Tiên. Kursk, khu vực biên giới của Nga, đã trở thành điểm nóng khi lực lượng Ukraine tổ chức tấn công từ đầu tháng 8 và hiện kiểm soát hàng trăm km vuông lãnh thổ ở đây. Thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Washington thông báo Bình Nhưỡng đã điều động khoảng 10.000 quân nhân đến huấn luyện ở miền đông Nga và có thể hỗ trợ cho lực lượng Nga gần Ukraine trong vài tuần tới. Tuy nhiên, cả Triều Tiên và Nga đều bác bỏ thông tin cho rằng Bình Nhưỡng đã đưa lực lượng quân sự đến chiến trường Ukraine để hỗ trợ Moscow. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 25 tháng 10 nhấn mạnh rằng nếu những thông tin mà truyền thông quốc tế đang bàn tán là thật, đó sẽ là động thái tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định rằng chỉ có Nga và Triều Tiên mới có quyền quyết định nội dung và phạm vi hỗ trợ quân sự giữa hai nước, thể hiện rõ lập trường của Moscow trong vấn đề này. Tôi muốn nói rằng đây là quyền tự quyết của chúng tôi. Việc chúng tôi có muốn hỗ trợ quân sự cho nhau hay không, cũng như thời gian và cách thức hỗ trợ là chuyện của chúng tôi, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc thực hiện tập trận, huấn luyện hay chia sẻ kinh nghiệm quân sự giữa hai nước cũng nằm trong quyền tự quyết của họ. Theo Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện mà Nga và Triều Tiên ký kết hồi tháng 6, nếu một trong hai bên bị tấn công và rơi vào trạng thái chiến tranh, bên còn lại sẽ lập tức sử dụng mọi phương thức có thể để cung cấp hỗ trợ về quân sự hoặc các lĩnh vực khác. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!